Mình cho phép một lần trái tim cất lời. Nay thì mình giới thiệu cho bạn một cái deck Zura. Hiện tại cái deck này thì các bạn chơi cũng được, không chơi cũng được, mà chơi chủ yếu để vui. Và vui thì mình sẽ hướng dẫn các bạn búp đam của này nên được cực kỳ đại, cực kỳ to nhá. Thứ nhất là các bạn muốn búp đam ý, thì nó tầm nên được hơn 100 nghìn đấy, nếu mà các bạn đầu tư thời gian. Còn mình sơ sài mình nên tầm 20k thôi. Thứ nhất là mình giới thiệu cho bạn deck Zura, nó trong Lôi Nhã nhá. Deck này hoàn toàn ở trong Lôi Nhã các bạn ạ. Các bạn có thể vào Lôi Nhã mua mấy con này thì nếu mà có điều kiện thì mua full x3 nhé. Còn mình nghèo rớt ý, mình không mua full x3 thì lấy tạm những số lượng hiện có thôi. Tiếp theo là dung hợp thì chủ yếu ý, các bạn sẽ chơi như Zuran này, cái con 7 sao nhé, con 7 sao Zura Gigamoto ấy. Con này này nó các bạn đọc effect này, khi có mặt quái từ khóa Zura trên sân Veta tăng tấn công bằng tổng số quái ở trong mỗi x2. Nhưng mà con này này nếu mà có hai con ý, nó sẽ vẫn cộng dồn nhé, nó cộng dồn, có ba con vẫn cộng dồn là cực kỳ mạnh. Ví dụ các bạn đừng xem thường x200 nhá, bình thường một con này nó tăng cho 2k đam đúng không? Hai con này sẽ là tăng 4k đam, ba con này sẽ 6k đam. Các bạn đừng xem thường, tí nó sẽ cộng dồn ảo ảo ma lắm các bạn. Nên tầm mấy chục nghìn đấy. Còn các bạn càng có nhiều quái Zura trong mộ thì đương nhiên thì con này sẽ tăng càng nhiều rồi. Nhưng mà hiện tại ấy, thì mình chỉ có bằng này con Zura thôi. Mình lười đi mua lắm. Mặc dù còn 800 thẻ vàng ấy, mà thôi lười đi mua. Để các bạn nào chăm chỉ các bạn mua full deck Zura này vào chơi cho mình. Mấy con từ khóa Zura nhá, các bạn phải xem nó có từ khóa Zura này này. Đấy, nó phải có từ khóa kỷ Zura thì nó mới được tính nhá. Đúng nhỉ? Nó phải có từ khóa kỷ Zura thì phải. Ồ, hình như là có từ khóa Zura, đại loại vậy. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng cái combo Utopia để x2 đam, x6 đam chứ nhỉ. Utopia để x2 mũ 3 đam. Ồ, tức là nó x8 lần đam thì phải. Đúng rồi. Con Utopia này này, các bạn có thể dùng cơ hội nhân đôi. Các bạn có thể dùng cơ hội nhân đôi nhá. Ở x8 lần đam của nó. Các bạn đọc effect này. Mặc dù nó sẽ là 2 mũ 3 các bạn ạ. Tối đa ấy, nó sẽ là 2 mũ 3, tức là tăng 8 lần. Các bạn phải hiểu toán học, ngày xưa mình giỏi toán lắm nên là các bạn yên tâm, nó sẽ tăng thêm một 8 lần. Mà cái con Utopia này thì một số bạn mới có thôi, không phải ai cũng có nên là mình thôi, mình chơi Zura cơ bản nhá, sẽ không dùng đến con Utopia. Mặc dù nó thể tăng đam lên 8 lần, ví dụ mình đang có 20k đam, tăng lên 8 lần tức là mình sẽ tăng lên được 170.000 đam. Ở 170 đúng không nhỉ? 2 nhân ai à, nhầm 160.000, xin lỗi. Cứ nằm nó sẽ tăng lên được 160.000 đam thì đánh cái này thì mình sẽ đi tắt mình sẽ đi bốc thử búp thử về bot nhá. Nó sẽ tăng được 180.000 180 hay 160 nhỉ? 20 nhân về 8 ở 160.000 các bạn. Nó sẽ tăng được lên 160.000 đam, tức là 16 vạn đấy. Trước hết thì các bạn sẽ ném con này lên sân này, không quan tâm. Các bạn cứ ném bừa đi, càng cho nhiều con Zura vào mộ thì càng tốt. Cứ ném nhá. Tiếp theo thì rút bài đi nè. Có con Zura nôi nong này. Thì bây giờ ấy các bạn cứ từ từ nhé, các bạn phải hồi sinh lên con Torres nhưng mà sợ ăn cái bẫy ý. Để mình test thử xem có bẫy không nhỉ. Đấy, thấy chưa, nó có bẫy này đó. Bây giờ các bạn sẽ lên con Torres này này, con này nhá, khi đấm chết quái thì các bạn sẽ được tăng 300 tấn công đó, và các bạn hy sinh thêm một con nhưng mà thôi nửa hy sinh. Bây giờ các bạn cứ từ từ nhé, chưa chưa tăng đam con này vội, cứ để đam nó vậy đi, chưa tăng nó lên đam vội nhá, chưa tăng lên vội này. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn tăng đam ấy, các bạn không thể đấm được quái đối thủ nữa. Nên là cứ từ từ, các bạn thấy mới có 3 canal đúng không? Cứ từ từ, không sao cả. Thôi, để cho bạn đỡ nóng lòng thì nên con này nhá. Các bạn xin chôn nên con này. Đó, con 10 sao này này thì các bạn xin chôn phải từ 3 con thì mới cho nên nhá. Chứ không phải là đủ sao đâu, các bạn phải xin chôn từ 3 con thì nó mới cho nên. Thấy không? Các bạn nên 3k9 nhá. Mấy cái thằng bình thường đúng không? Cứ từ từ nhá. Giờ mới có 3k9 nhá, đấm một phát này mà tăng được 300 đam, nhưng mà đối thủ sẽ mất máu nên là mình khá lười. Các bạn nên con này sân, các bạn cho nó phát nữa nè. Đó, lên 7 5 4 gạt 9 nam này nhá. Cứ từ từ. Bây giờ mình sẽ lên hai con Tino. Nên một con này này, các bạn hồi sinh một cái con 3 sao này này. Đó. Hai con này khi nó cộng dồn vào nhau nhá, nó cộng dồn phát này. Các bạn nhìn này, hình như 7k đam thì phải. Nên được 7k không? Có 6k3. Ok, 6k3 đam này này. Từ từ cứ từ từ nó sẽ lên 20.000, các bạn yên tâm. Tối đa nó sẽ lên 20.000 nhá. Các bạn cứ tin mình. Này các bạn, ví dụ con này có 1k3 đam đúng không? Các bạn triệu hồi phát này. 4k1 đam. Giờ bạn thêm con này lên sân nhá. Hồi sinh một phát này. 10k đam gì nhỉ? 8k7 đam. Ok, 8k7. Thì các bạn cứ cho con Zura là con mấy cái con này, này cho hết vào mộ nhá, cho hết nó vào mộ. Tính chính xong 9k3 đam rồi nhá. Đây này, giờ này, giờ nhá các bạn nên con này lên sân. Đó, xong các bạn dùng effect Zura săn mồi. Siêu bùm 10k đam, được chưa? Còn 22 lá bài nữa nhá. 10k đam chỉ trong vòng 10 lượt. Thứ nhất là các bạn có thể con này 1k7 đam đúng không? 8k2 đam, triệu phát 8k2 đam. Khổ quá, đang quay video nhắn cái gì mà nhắn. Gai gú, à nhầm. Thôi,
xin lỗi nhỏ. Thấy không, mỗi lần thì các bạn cứ nên con này lên sân nhá. Con này 1k2 đam, nhưng mà buff phát 1k. Nếu mà các bạn có thêm trên sân đối thủ nữa ấy, nếu mà con này đối thủ mà có con này nữa thì các bạn có thể cực mạnh, nhưng mà tối đa các bạn chỉ được ba con này thôi, các bạn tối đa chỉ được ba con thôi. Cứ từ từ nhá. Zula săn mồi thì các bạn phải phá. Chết rồi, giờ sẽ ném mấy con này này. Mấy con này không chịu hồi thường được thì các bạn sẽ ném ra. Chết chết, đừng có hiến tế, hiến tế là dở đấy. À đây, con này nó thủ sân rồi này, thì đấm vào nó đi. Mấy con thủ sân thì sẽ đấm vào con thủ sân nhá, để cho nó trừ máu các bạn. À nhầm, nó tăng thêm 300 đam. Đấy, 14k rồi nhá. Các bạn sẽ cứ từ từ, từ từ đâu sẽ có đó. Sao mấy con này nó không quay thế thủ nhỉ? Nghĩ chán đời thế nhờ, nó phải quay thế thủ cho mình đấm chứ. Trên tay này, hy sinh hết mấy con này trên tay đi nhá. Đây, tiếp tục con này. Con này 200 đam nhá. Nên sân phát 8k2 đam. À ma chưa. Cứ từ từ tí nó mới mạnh. 15 16.000 rồi này. Chưa sao cả. Con này có 1k7 đam đúng không? Nên phát 10.000 đam. What? Nên phát 10.000 đam. 16k rồi này. Cứ dùng công xưởng hắc ám giết mấy cái con này đi. 17k rồi này. Con này 1k đam nhá. Đây, 1k đam, 1k đam nhá, 1k đam. Nên phát 12.000. Có 11.000 thôi à? Ít thế nhỉ? Có mình tưởng 12.000 chứ nhỉ. Đây, thì nó 18.500 đấy. Giờ các bạn có thể dùng cái combo Utopia ấy, nó sẽ ít thêm 8 lần đam nhá. Nó sẽ ít thêm 8 lần đam. Từ từ nha, công sở ám phát này. Bao nhiêu rồi? 17 17.700. Con này xuống nữa là hai hơn 20.000 đấy, hơn 20.000. Ôi sao mình búp ghế thế nhỉ? Hơn 20.000 rồi này. Thôi từ từ, cái thế này thì cứ rút hết bài đi các bạn ạ. Từ từ nha, từ từ. Zula săn mồi mỗi nước một lần thôi nhỉ? Ồ, mỗi lượt nó chỉ tăng được một lần. Zula săn mồi thôi các bạn ạ. Ui 14.000 đam nữa. Ui rồi. Đây nha, ví dụ con này 500 đam đúng không? Thử thử nhá, con này 500 đam, hồi sinh nó phát 13.000 đam, có 13.000 ít thế nhỉ? Zula săn mồi phát nữa nào. Ô con này một lượt nó dự... một lượt nó không giới hạn Zula săn mồi á. Chủ động mua hy sinh một quái trên sân Veta. Tức là con này một lượt nó Zula săn mồi mấy lần cũng được các bạn ạ. Tức là các bạn giờ mà có càng nhiều con Zula ấy, thì các bạn càng mạnh. Nhưng mà giờ mình hết Zula các bạn ạ. Hết Zula rồi, con này chỉ là trứng thôi, con này chỉ là không có từ khóa các bạn ạ. Nó chỉ là tăng được đam rất ít thôi, nó không có từ khóa nên là nó không có tăng được nhiều. Con này thì công sở ám vậy, bắt buộc phải công sở các ám này các bạn ạ. Từ từ nha, rút bài xem còn gì không nhỉ. Rút nốt đi. Thôi đành thì con này không công sở các ám được à. Thôi thì nó dừng lại ở đây rồi các bạn ạ. Nó con này thì không ném vào mộ được. Thì nó có 2 3 k đam thôi. Đấm phát này. Chiêu trên luôn. Là trời. Mạnh chưa? Nếu mà các bạn có full ý, thì nó sẽ mạnh hơn nhiều, nhưng mà hiện tại mình chưa có full, lag rồi. Cái effect của con này này nó sẽ cộng dồn với nhau các bạn. Còn đây nó sẽ demo, còn bây giờ là chơi Zula chân chính. Zula chân chính thì nó sẽ bỏ mấy con này đi này các bạn ạ. Bỏ cái con này, à không, con này không bỏ được nhá. Zula chân chính thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi Zula chân chính. Mấy con này là để con 10 sao, nhưng mà thôi, con 10 sao khó nên lắm các bạn ạ, nên là các bạn bỏ qua đi. Con này có này, con này cần này. Con này thì các bạn nếu mà có X3 thì ngon, con này thì không cần đâu các bạn ạ. Con này không cần nhá. Nếu mà chơi Zula chân chính sẽ không cần con đấy. Con này thì nó ra tường tường bất tử thôi thì cũng không cần luôn. Zula chân chính thì sẽ lấy thêm cái phép môi trường là Zula. Nó có một lá môi trường tên là Zula thì phải. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi Zula chân chính nhé. Còn Zula vừa nãy là Zula tà đạo, các bạn chỉ búp cho vui vậy thôi chứ thật ra nó không làm được gì đâu. Mặc dù 23 Karam thật đấy. Hay là mình búp con Utopia cho bạn xem nhỉ. Thôi, con Utopia thì nó mất công lắm các bạn. Khi nào mình có full bài ấy, hiện tại mình chỉ có ít mấy thôi các bạn ạ, chưa có đủ full bài, cái là thế giới ảo đâu nhỉ. Thế chứ rồi, sao lại ít bài thế này. Lấy một thế giới ảo này. Còn phép thì sẽ lấy thêm Zula. Zula thì con Thor này như là không. Mình định búp cái búa Thor nhưng mà hình như không được ý. Zula thì lấy cái gì nhỉ. Còn Zula chân chính thì nó cũng khá là mạnh, nó có effect nhảy sân các thứ ý. Nó sẽ đánh chủ yếu bằng con Zula Titano. Con này có tường chắn phép và tường chắn quái và tường chắn bẫy các bạn ạ. Chết rồi, sao nó lạ nhỉ. Và nó là 9 sao. Mặc dù nó 9 sao nhưng mà các bạn chỉ cần hiến tế một nhá. Game khá là đặc biệt. 9 sao nhưng mà hiến tế một. Thật đấy. Bình thường 9 sao là phải hiến tế 3 ở đấy. Mà game thì đúng là game chiến thuật, 9 sao hiến tế một. Thế cháu chịu. Cháu bất lực. Sao bài này ít thế? Sao ít con Zula thế nhỉ? Mình lấy full phép bẫy rồi đấy. Còn thiếu gì không nhỉ? Thiếu nắp đạn à? Nắp đạn đủ rồi này. Ôi sao con Zula này nó được ít nhỉ? Chết rồi, đây này thiếu bài rồi. Thôi này tạm mấy con Linh táo này. Lấy thêm con Linh này vào để loại này. Zula hình như là tộc hỏa đúng không? Tộc hỏa, tộc địa thì phải. Lấy thêm con gì nhỉ? Obinit vào đấm phát trên luôn à? Nick này thì có Acer các bạn ạ. Thèm thế nhờ, Acer nói thật là không phải có ai cũng có đâu. Hay lấy thêm con ba con Ekinzek vào nhỉ? Lấy con gì để bổ trợ cho con Zula này nhỉ? Tượng, tượng hỏa, đúng rồi, đúng rồi.
Giò chơi dơ, chơi tượng hỏa. Hoặc là đấy, ừ đúng là tượng hỏa cũng được đấy, ok. Rank thì 1k2 à. Rank 1k2 thì deck Zura no được các bạn ạ. Đánh rank 1k2 thì nó thắng nhiều lắm các bạn ạ, nói thật. Giờ mà đánh rank thì nó sẽ thắng rất là nhiều. Nên thôi, mình sẽ đi đánh bot. Đánh rank thì nó phải lên tầm rank 2k thì nó mới xứng đáng các bạn ạ. Chứ đánh rank 1k2 thì người ta cười đấy. À, cái gì ấy? Minh Lý là ai nhỉ? Nick này khá là VIP đấy các bạn ạ. Mà mình không biết của ai luôn ý. Tại vì mình cũng ít chơi với mấy cái bạn này lắm. Ui rồi. Ui rồi, từ từ nhá. May quá con bot này nó không nạp. Nó mà nạp thì ăn cám. Con Zula này effect là gì nhỉ? Từ từ nhá, ghép tin nhắn phát. Ok. Con này chết rồi, sao nó quá happy. Thằng này nạp tiền rồi. Con này là tăng đam theo theo quá trên sân đối thủ các bạn ạ. Mà con này tăng đam thì không không hiệu quả rồi, chết rồi. Chết rồi, sao con Zura của mình nó toang thế này? Minh Lý à? Minh Lý hình như là chết rồi, chết chết. À đây, có thế giới kỳ Zura, may quá. May mà rút được môi trường. Rút được môi trường nó sẽ tăng đam các bạn. Khi nó tăng đam thì mấy con này nó lại bất tử rồi. Còn chủ yếu là các bạn sẽ hội hộ hiến tế hai con này này. À không, các bạn sẽ đây, cho này chết đi. À mà chết thì nó không tính cơ chế các bạn ạ. Thôi nên tạm con này đi. Con này nó sẽ có tường chắn phép, ăn nhầm tường chắn quái và tường chắn bẫy. Nên là các bạn có thể tự do dùng cái effect của nó rất là sướng nhá. Ngoài ra thì các bạn có thể kích, mặc dù đối thủ ví dụ đối thủ đam to quá đúng không? Thì các bạn có thể kích đam con này lên bằng cách là loại bỏ một con Zura trong mộ nhá. Loại bỏ một con Zura trong mộ để kích con này thôn tính này. Loại bỏ một con đi nhá. Đấy, nó nên. Sao lại có đá trừng phạt ở đây nhỉ? Con này tường chắn bẫy nhưng mà tường chắn đẻ của các bạn ạ, không không ăn được tường trừng phạt. Nó không cho hồi sinh con kia lên rồi. Thôi thì bình thường ấy các bạn sẽ nên cái con Zura Sakino này này. Khi có Zura Sakino trên sân, các bạn tự sát nó đi này, tự sát nó đi. Nó sẽ sinh ra hai token. Khi có hai token này các bạn có thể nên con này. Nay thì rồng mắt xanh với chúng tôi. Các bạn sẽ loại một con đi nhá. Loại một con gì đi đi. Loại con này đi đi. Đấy, nó sẽ lên 4k3 đam, nó chỉ được một lượt thôi các bạn ạ. Nó sẽ loại một con để đây, ngoài ra thì các bạn có thể hồi sinh một con 4 sao này này. Để nên thường thường thì nên nên một cái con Zura Gimanoto này này. Một con này đã rất là khủng khiếp rồi ý. Chứ không cần ui vui luôn à. À, con này là tường trấn quái nên là cái con phù thủy cái kia nó không đỡ được các bạn ạ. Nó có tường trấn quái nên là cái con thiếu nữ mắt xanh nó không đỡ được. Disciple là ai đây nhỉ? Đây, chiến đấu cho bạn game. Thường thì các bạn sẽ lấy Zura bui bui bình thường ấy thì sẽ là du bui con 1k7 đam với con 800 đam thôi, chỉ cần hai con đấy thôi các bạn ạ. Con này thì nó nút bài, nó sẽ hy sinh một quái trên sân, nó sẽ hy sinh chính nó nhá, hy sinh chính nó ở đấy, hoặc bất kỳ con Zura nào trên sân được các bạn kết thúc được đấy. Nó nút cho bạn hai lá, ngon chưa? Lại mà không ngon đi, thằng nào không ngon đấm vào mặt cho. Hồi sinh con này thì đấy, thường thì nó sẽ là chơi kiểu khác, nó sẽ chủ yếu nên lên con Zura kia. Chết rồi, con này nó ghê thế. Con này đam to thế. Chết rồi, không vượt được đam con này à? Thôi nó tự sát được các bạn ạ. Ở đây, khi con này chết nhá, khi con này chết này này, nó sẽ gọi ra một cái con 1k7 đam trở xuống. Mà không không ra, buồn thế. Buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Đầy ngôm nỗi đau này. Giờ phải chết con này đi các bạn ạ. Thì nó sẽ triệu hồi cho bạn một cái con Zula. Sau đó con Zura này nó sẽ gọi ra cái con Zula. Ơ chết. Ơ lạ nhiều. Con Zura này không nhảy sân à? Triệu đặc biệt trở xuống từ bộ bài phép ta, sao nó nhảy sân nhiều. Thôi thì con này khi nó chết ý, nó sẽ nhảy ra cái thằng mất dạy này, nó chơi dơ các bạn ạ. Từ từ nha, thua là ăn cám ý. Nó chơi dơ, ăn cái lá kia mới đau. Cái thằng mất dạy này phải phục thù nó mới được. Nó chơi dơ các bạn ạ, nó chơi bẫy. Mình không chơi bẫy, mình là chơi phép play. Đây con này đúng không nhỉ, con này là tăng đam thôi. Con này chỉ là tăng đam các bạn ạ, nó không làm được gì đâu. À đây, giờ sẽ chỉ các bạn một cái combo. Ném con này vào nhá. Đấy, các bạn hồi sinh nó lên. Tí nó sẽ có chỉ thị các bạn ạ, nó sẽ có chỉ thị. Chỉ thị đấy thì để gọi bài, gọi quái từ bộ bài. Khá là xịn luôn. Xích phong bấn à. Thôi thì đang định gọi nhưng mà thôi. Cứ thủ sân đi. Con này chết thì nó sẽ. Thôi bỏ xử rồi. Cái thằng chơi dơ nó chơi phản xung các bạn ạ. Thôi để con này chết đi, để con này chết. Nó sẽ búp chỉ thị cho này. Đó, khi các bạn có càng nhiều chỉ thị thì các bạn sẽ càng mạnh thôi.
hồi sinh ngoài này lên đi. Giờ mình có thể hiến tế gọi Amsura này này, nhưng mà mình đuổi bây giờ đấy, hy sinh chỉ thị nhá. Ô chết, không cho hy sinh à? Thôi thì rút bài đi vậy. À đây, đấm phát này, mẹ cay thế nhờ, chưa kịp kích effect chỉ thị của nó ăn cái nào. Ui, tức thật đấy. Ô con này nó không gọi bài luôn này, Zura bị lỗi à? Mày quá, rút được con này. Chưa kịp dùng cái chỉ thị của cái con trứng kỷ Zura đây này. Chưa kịp kích chỉ thị nó đã ngỏm đấy các bạn ạ. Cái thằng con boss này chơi dơ quá. Liệt hỏa đi sứ là gọi là một con hỏa. Deck này lại không có hỏa các bạn ạ. Nó gọi hỏa từ mộ đối thủ ấy. Thôi kệ đi. Nên con này bộ 3k4 đam rồi này. Từ từ nha, cứ từ từ. Nó phải có ít nhất là hai con thì mới mạnh các bạn. Một con thì nó hơi yếu. Phải có hai con nó cộng dồn đam ấy, nó mới mạnh. Đây, giờ các bạn sẽ có con này đúng không? Các bạn tự sát nó đi này. Thế ta muốn tự sát thôi, ta chỉ muốn tự sát thôi. Đấy, nó sẽ sinh ra hai con này. Và khi tự sát con Zura Sakino ấy, thì bạn có thể triệu hồi lên con Titano. Đấy, bình thường là chơi Zura như vậy. Còn nãy là mình chơi Zura kiểu bất dạy các bạn ạ. Đây, sau khi lên Titano thì các bạn bất tử luôn. Mấy cái bẫy này không có cửa. Bẫy về chúng tôi. Này thì bẫy. Đấy, Zamba mấy cái ná cưỡng chế tháo trang bị, giờ làm gì có cửa nữa. Titano lên sân là bất tử rồi các bạn ạ. Nhưng mà Titano này thì nó cũng hạn chế là nó mà chưa kịp lên sân nó chết thì nó vẫn chết các bạn ạ. Mặc dù là tường chắn phép, à, tường chắn bẫy đúng không? Nhưng mà nó mà chưa kịp lên sân ăn tường ăn bẫy thì nó vẫn chết. Khá là buồn cười. À tự sát con này đi, ra hai con cờ non này rồi. Ô ngon, giờ nên con Titano tiếp này. Titano quá tuyệt vời đấy, thấy không, điểm yếu của nó nhá, nó phải lên sân thì nó mới có tường bẫy các bạn ạ. Vừa nãy đúng không, nó nên sợ khi nó đang lên sân đi mà nó ăn bẫy thì nó vẫn chết các bạn ạ. Đấy là điểm yếu của nó đấy. Ơi thôi thì mình sẽ lên hai con Titano đi. À đây rồi, ngon rồi. Công sở căng gám giết con này đi. Rồi giờ sẽ nên con này là chủ yếu là để các bạn combo Zura chuẩn bài. Con này là combo chuẩn Zura nhưng mà nó phải kết hợp với mấy con Synchronon kia cơ, nhưng mà mình không bỏ vào các bạn ạ. Mấy con Synchronon đấy thì nó kiểu nó hơi toang ấy nên là mình không bỏ mấy con Synchronon đấy vào. Nó sẽ combo khá là hay cái con Zura Hera này này. Nó combo về mấy con Synchronon khá là hay đấy. Bởi vì nó nhảy được từ mộ ấy. Nó nhảy được từ mộ, nó không phải nhất thiết là trên tay các bạn ạ. Miễn sao là trên sân ý, các bạn có một con Zura phá hủy trong chiến đấu, triệu hồi con này từ mộ và tay, nó sẽ là khá là hay. Các bạn có thể ném nó vào mộ ấy, xong các bạn kích effect cũng được. Đây, mình sẽ ném vào nhưng mà nó phải có một con chết trong tư thế phòng thủ cơ. Mà để có một con chết trong tư thế phòng thủ cái deck này thì nó hơi hiếm, bởi vì nó quá mạnh rồi, cực kỳ mạnh luôn đấy. Giờ hiện kiếm làm sao được một con Synchronon nhỉ? Giờ phải kiếm được một con Synchronon các bạn ạ. Hy sinh con này trên tay đi. Không ra, phải kiếm được một con 3 sao. Một con 3 sao nào. Cũng không có á, sao lạ thế. Cũng không thấy. Kiếm được một con 3 sao để mình lên nốt 3 con này đấm cho sướng này. Chết rồi, không có à. Hồi sinh, cũng không có luôn. Ồ, vậy Zola thôn tính đi. Đây, 9 can. À đây, cho này tự sát nó đi. Ui, sao mày lại phản súng ở đời. Sao lại mất dạy như thế. Cho này tự sát, nhưng mà giờ con này tự sát kiểu gì. Ô à đây, công xưởng hắc ám tự sát nó đi. A à, công xưởng hắc ám không tự sát được các bạn ạ. Thôi thì nên tầm 9k mấy đam đấm phát chết luôn nhỉ. Đấm con này đi. Chưa chết à? Rồi ok, đây Dextra cơ bản là chơi như vậy. Các bạn nên được càng nhiều cái con Sinchon 7 sao ấy thì càng mạnh. Ngoài ra thì các bạn nên chủ yếu là con Titano để đấm nhau thôi. Ngày trước thì mình chơi cái này deck khá là hay đấy, nhưng mà giờ ấy, thì giờ nó đang nhiều meta quá, cái deck Titano của mình nó tắt điện rồi các bạn ạ. Không còn chỗ đứng nữa rồi. Đứng không được chỗ nào luôn. Ok.